clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Bật mí, lý do VinFast VF3 được lòng chị em nội trợ. Nhỏ gọn, dễ lái, thiết kế đẹp, không gian nội thất tối ưu. VinFast VF3 hội tụ đủ yếu tố cần thiết để trở thành một chiếc xe sử dụng hàng ngày cho phái đẹp. Đặc biệt là nhóm chị em nội trợ với nhu cầu di chuyển chủ yếu trong đô thị. Ngoài ra, chính sách giá bán hấp dẫn cũng hứa hẹn giúp VinFast VF3 dễ dàng góp mặt vào nhóm xe bán chạy nhất thị trường. Người bạn đồng hành không khói bụi trên mọi cung đường. Chị Hoàng Thanh, 32 tuổi, ngụ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, đã xuống tiền đặt cọc sớm VF3 từ ngày đầu tiên. Chị chia sẻ, VinFast VF3 là mẫu xe lý tưởng để lái hàng ngày, phù hợp cho việc đưa đón con cái đi học, đi chơi hay đi mua sắm cuối tuần. Theo chị Thanh, với lợi thế là xe điện, trợ thủ đắc lực, VinFast VF3 mang đến trải nghiệm nắng không đến mặt, mưa không đến đầu, cũng như tránh được các tác động xấu của môi trường như khói bụi, tiếng ồn. Với người mẹ hai con nhỏ, việc để con tránh xa khói bụi cũng như không khí ô nhiễm là vô cùng quan trọng. Ở góc độ khác, chị Thanh cho biết, ngoại hình nhỏ gọn, xinh xắn cùng bảng màu siêu trendy của VF3 cũng là điểm thuyết phục chị chọn mua xe. Phái Mạnh khi chọn xe thường quan tâm nhiều về các thông số kỹ thuật, sức mạnh động cơ. Trong khi đó, chị em chúng tôi sẽ tập trung nhiều đến kiểu dáng, màu sắc. Bên cạnh là phương tiện di chuyển đơn thuần, chiếc xe còn như một món phụ kiện cho chị em, chị nói. Điều đặc biệt hơn, theo chị, khách hàng mua VinFast VF3 được lựa chọn trong 9 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm 4 màu cơ bản: trắng, đỏ, xanh, xám và 5 màu nâng cao: hồng tím, xanh lá, xanh nhạt nóc trắng, hồng phấn nóc trắng và vàng nóc trắng. Nếu vẫn cảm thấy 9 màu sơn VinFast cung cấp vẫn chưa đủ, chị em chỉ cần chi thêm 15 triệu đồng để thoải mái sáng tạo màu sơn yêu thích, cũng như bổ sung thêm các họa tiết trang trí bên ngoài. Gói tùy chọn đặc biệt này có mức giá hấp dẫn, bởi nếu thực hiện việc cá nhân hóa ngoại thất ở gara bên ngoài, khách hàng thường phải chi hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để nhận được tùy chọn màu sơn theo yêu thích. Thuộc phân khúc mini car nên kích thước tổng thể của VinFast VF3 cực gọn gàng, giúp cho hội chị em dễ dàng cầm lái trong những điều kiện giao thông đông đúc hay luồn lách vào các con ngõ nhỏ mà các dòng xe khác phải bỏ tay. Nhỏ gọn là thế, không gian bên trong VF3 vẫn mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng nhờ cách bố trí tối ưu với chi tiết đáng chú ý. Là màn hình giải trí trung tâm 10 inch, lớn hơn nhiều mẫu xe hạng B trên thị trường. Hơn nữa, hàng ghế sau của VF3 có thể gập phẳng hoàn toàn để nâng thể tích chứa đồ lên tới 285 lít. Một điểm cộng lớn cho hội mẹ bỉm sữa, thường phải sử dụng đủ thứ quần áo, đồ chơi trên xe cho con. Có ô tô xịn đi lại với chỉ hơn 2 triệu đồng một tháng trả góp. Mẫu xe VF3 có giá bán cho khách hàng chỉ từ 240 triệu đồng, chưa đến một nửa chi phí để sở hữu một mẫu xe xăng truyền thống thường ở tầm giá 400 đến 500 triệu đồng. Nhờ ưu đãi dành cho xe thuần điện của chính phủ Việt Nam, khách hàng mua xe VinFast VF3 được miễn 100% lệ phí trước bạ. Đồng nghĩa, để lăn bánh, chủ xe điện chỉ cần chi thêm khoảng 20 triệu đồng, trong khi với xe xăng, số tiền có thể lên tới gần 100 triệu đồng. Đặc biệt, việc sở hữu VinFast VF3 đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ ưu đãi trả góp hấp dẫn đến từ chương trình Mãnh liệt tinh thần Việt Nam lần thứ 2 của VinFast. Khách hàng sẽ được vay tối đa 70-80% giá trị xe trong vòng 8 năm với lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường. Theo tính toán, khách hàng chỉ cần trả cước 47-70 triệu đồng. Hàng tháng, khách hàng chỉ cần chi trả hoặc hơn 2 triệu đồng tiền gốc, cả nợ, ngân hàng, tương đương 70 triệu đồng một ngày. Ngoài ra, chi phí sử dụng tiết kiệm là điều không thể bỏ qua. Khi so sánh giữa xe xăng và xe điện, cộng với giá thuê pin chỉ từ 900.000 đồng một tháng, cộng thêm tiền sạc pin, khách hàng chỉ phải chi khoảng 1,4 triệu đồng cho quãng đường di chuyển tới 1.500 km trong một tháng. Ngoài ra, xe điện có mức bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km và chi phí chưa đến 1 triệu đồng ở lần bảo dưỡng đầu tiên, trong khi xe xăng truyền thống là 5.000 km và chi phí thấp nhất không dưới 1,5 triệu đồng. Đi xe xăng thì sợ nhất là khoản thay dầu, thay nhớt rồi liên tục phải đi bảo dưỡng. Mua VF3 sẽ bớt hẳn nỗi lo này. Chị Hoàng Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh nói, theo chị, do không rành về kết cấu xe xăng phức tạp nên trước đây chị ít khi dám cầm lái chiếc xe của chồng. Sở hữu hàng loạt ưu điểm vượt trội so với các mẫu xe khác trên thị trường, đặc biệt là các dòng xe xăng, VinFast VF3
xứng đáng trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng nữ giới tìm kiếm một mẫu xe giá hợp lý, đáp ứng được nhu cầu chuyển đi hàng ngày. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.